Lô xin thật ra mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm thử thách dùng 1 triệu đồng mua đồ phố đồ để đi coi rap Việt nha anh em. Và đầu tiên mình muốn giới thiệu cho anh em đó chính là... Ok các bạn, và mình đang đứng ở trước cổng Vigenco đây. Camera bên có thể quay cho mọi người xem cổng Vigenco này. Thì đây là có địa chỉ là 99 Nguyễn Trãi nha anh em. Bây giờ thì vào luôn. Ok các bạn, mình đã vào trong rồi. Bây giờ sẽ là chọn một quần chơi. Có này size 7 hơn không? Size gì? Size xin lời. Đó không? Ờ, size 7 nhất cho em xem. Mình đã cho mình chiếc quần này, nhưng mà quần này sọc với cái tóc. Anh lấy M cho em được. Thế là L, anh chỉ lấy M cho em. Ở đây có... Ờ, không có. À, dạ vâng ạ, tôi mình sẽ lên tầng 2 xem một chút đi. Bên này có áo sơ mi. Mọi người nhìn thấy nó bạch sắc của nó. Bây giờ mình sẽ qua bên Edison mua một chiếc áo nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ chọn một chiếc áo cam anh em ạ. Nên là mình sẽ qua bên Edison chọn một chiếc áo cam luôn. Let's go. Trong anh nhỉ, không gian này khá thoáng mát. Wow, đây các bạn, một cái này,
khá là cứng cáp và đẹp anh em ạ. In full giống như áo luôn. Mình có một chiếc áo cũng màu này anh em ạ. Khá đẹp. Anh nhìn có hip hop không anh em? Đấy thì bạn nào đấy mà cái video của mình hay thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe ra cái kênh nhá. Nếu bạn nào thích cái áo này hoặc là cái quần này của Miki Cô thì có thể qua bên Miki Cô ủng hộ Miki Cô nhá. Bây giờ thì bye bye anh em.